Kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn tối hôm nay ngày 4 tháng 3 năm 2023. Tối nay có sự tham gia của bạn đồng nhỏ đây. Chào bảo chú đâu? Đi chợ bà cô chú. Đi đâu? Đi chào. Chào bà cô chú. Giờ đồng đang đi dạo vòng vòng ở dưới chân tòa nhà Takashimaya. Tối nay là tối thứ bảy. Ở đây chúng ta thấy phố xá đông rồi chưa, nườm nượp. Ở trung tâm Sài Gòn mấy ngày nay cũng có cái sự kiện lễ hội áo dài được diễn ra từ ngày 3, ngày 4, ngày 5. Hôm nay là ngày 4, ngày mai là đêm cuối cùng. Bây giờ mình đi vòng vòng, đi dạo với nị với bạn đồng nhỏ. Rồi sẵn đây mời anh chị và bạn chúng ta cùng đi đi dạo buổi tối nha. Ở đây có dàn xe xe đạp của hệ thống See and Go. Ở đó nhà sách thì có giá nào ta xa nè. Giờ không giá rồi. Nhà sách Sài Gòn hả? Sang trọng hả? Tối nay chúng ta sẽ đi dạo từ đây, mình đi vòng vòng ra chỗ Nguyễn Huệ ha. Đi ra đó xem sự kiện phố đi bộ như thế nào. Mấy ngày nay là ngoài đây cũng rần rần. Ở phố đi bộ thường xuyên diễn ra nhiều cái sự kiện. Cuối tuần thì đây càng vui hơn. Đồng hỏi thăm bà chú khỏe không? Đồng có thăm bà chú khỏe không? Bây giờ đồng ăn nhiều không? Dạ. Bây giờ ăn nhiều không? Trời. À 8 tuổi mà có 2,5 kg. À gần 8 tuổi rồi đó. Hả? May lắm rồi. Trời. Cũng may đâu mà cũng may. Ồ, khách sạn Sheraton full phòng luôn kìa. Đó, thấy quá trời luôn. Sáng hết trơn tòa nhà luôn kìa. Đó, em nhảy nhảy té nè. Hả? Ở đây là đường Butter. Ồ, xe quá trời luôn. Ồ, kẹt xe. Bên kia là kem bạch đằng. Rồi qua. Hồi nữa coi chỗ tòa nhà 42 Nguyễn Huệ, chúng ta coi vắng mình đi lên đó chơi ha, lên đó khám phá coi trên đó như thế nào. Mấy lần đi ngang đi qua đi lại phố đi bộ nhìn thấy tòa nhà rất là đẹp mà chưa có dịp đi vô. Hôm nay thử mình đi khám phá vô tòa nhà 42 Nguyễn Huệ thử. Buổi tối xe cộ quá trời luôn. Chú công an kìa. Này chỉ chú công an nha. Đây có thằng nhỏ nó mang dép nó đá hoài. Trúng người ta. Bạn đồng hay mang dép mà đá. Được không?
lại hỏi chú công an rồi được không? Mà không biết bữa nay tòa nhà nó lên được không? Sợ đông kín. Đồng ý đường dẫn mà lên tòa nhà đó không? Phải không? Phải không đó? Ở dưới tòa nhà đó là nhà sách Fahasa. Tòa nhà 42 Nguyễn Huệ thì ngày xưa là khi mà chưa có phố đi bộ thì tòa nhà ở đây coi như là cũng cao nhất ở đây rồi đó. Tòa nhà 42 Nguyễn Huệ á, ngày xưa mà chưa có mấy tòa nhà này là tòa nhà được xây năm 1960. Ngày xưa là theo những thông tin em tìm hiểu được thì tòa nhà là nơi ở của các cán bộ công chức sĩ quan cấp cao của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sau năm 1975 thì tòa nhà được cấp những căn hộ được cấp cho công nhân của hãng tàu Ba Son. Trước và sau năm 75 thì nó khác hoàn toàn ha, cũng là nhà cấp nhưng mà cho bộ phận khác nhau. Đó, còn bây giờ thì ở đó là được mệnh danh là tòa nhà cà phê, tại vì có rất là nhiều quán cà phê ở tòa nhà đó. Sài Gòn về đêm đẹp ghê chưa. Buổi tối lên hình cũng lung linh chứ. Hôm nay chúng ta đi dạo vòng đây, nếu mà anh chị đã lâu rồi không có về Sài Gòn thì hôm nay chúng ta lại có dịp đi dạo ha. Bên đây là rạp Red, và bên đây là rạp Eden ngày xưa, ngày nay là trung tâm thương mại Vincom. Không đọc báo mà cũng biết người ta nói chó ở đây nhiều lắm nè. Trời. Anh sao biết? Yeah. Đồng nói ở đây người ta hay dẫn chó đi vòng vòng lắm. Ghê quá. Chánh đa nè, chánh đa nó phun quá. Một cái nghề quá vất vả. Thôi đi. Nếu mình càng cho tiền thì giống như là càng khuyến khích nó làm thêm vậy đó. Đạo phố đi bộ. Ngày xưa nghề Lê Dương Bảo Lâm á, cũng phun lửa vậy mà nổi tiếng. Đó, cũng như là cái nấc thang để người ta đi lên thôi. Chứ nhiều khi làm hoài vậy thì cũng đâu có được. Đó, té. Nè, nó phun quá trời đằng kia kìa. 3-4 ngọn lửa phun đằng kia kìa.
Ồ, đông quá hả? Hôm nay có chương trình biểu diễn áo dài đằng kia ở sân khấu ở cuối đường đó. Ờ, đi ngoài đi. Ờ, tòa nhà 42 đây. Ta đi lại chút xíu nha. Đấy, đường này nè. À, tòa nhà này ngày xưa thì không có thang máy, nhưng bây giờ có thang máy rồi. À, các chung cư, các hộ dân ở đây thì đa phần người ta ở đây cũng rất là lâu năm rồi. À, chung cư cũng xuống cấp nhiều. À, nhưng mà do là đi buổi tối hôm nay thì mình nhìn không có rõ lắm cái kiến trúc cũng như cái các tầng, các hành lang của chung cư. Thôi thì mình lên để mình cảm nhận ha. Nếu ngày xưa cô chú anh chị có từng ở đây thì hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại chung cư 42 Nguyễn Huệ. Đi nay giống như là đang đi du lịch vậy đó, dạo một vòng. Trời quá trời âm thanh luôn, không biết nghe cái nào luôn. Buổi tối ở phố đi bộ cũng là nơi để nhiều nhóm bạn người ta, nhiều người người ta mưu sinh, nhiều các hoạt động để kiếm thêm thu nhập như là ca hát rồi phun lửa hay vẽ tranh rồi quá trời luôn. Ở ngoài cái sự kiện chính thì cũng có những chương trình phụ của các bạn ở đây. Là bởi chúng ta ra đây là mình nghe quá trời âm thanh luôn. Ở đây là khách sạn Palace Hotel, The Play Hotel Sài Gòn. Cái này là đường Nguyễn Văn Thinh cũng như là Mạc Thị Bưởi. Tới chưa Đồng? Tới chưa? Phải không? Đâu, chị dẫn ba lên, ba không biết đường lên. Phải không? Chung cư 42 này thì cũng là nơi mà hầu hết các khách du lịch đến đây cũng phải ghé đây nè. Tại vì ở đây có nhiều quán cà phê đẹp. Bên kia là nhà sách, cửa kia đi vô nhà sách. Cửa này vô gửi xe. Thần tượng này nè, nó đây bán dòng phong thủy. Mua mấy cái vòng đá đeo tay. Đó.
Ở đây thì cái bãi xe nhỏ ha. Mà đi đi thang bộ luôn đi. À, đi thang bộ để thấy nhiều cảnh hơn. Mà ngày xưa thì không có nhiều dây điện như vậy. Giờ là do xã hội phát triển, hệ thống internet, điện thoại. Ở đây nhìn qua bên lô bên kia. Đồng biết đường không? Hả? Ừ. Có những căn người ta không có ở. Ngày xưa là nhà nè, xong rồi phá thì đến làm rồi cầu thang đó. Rồi. Đồng la mà má hết hồn à. Ôi trời ơi. Nó lên đây rồi. Nó phải phải căng đảm chứ. Phải căng đảm xíu hả? Ê kìa, Tinh Lâm kìa. Nè, anh lỡ lên rồi. Hả? Lỡ lên rồi. Thì lỡ lên lầu 6, lầu 8 gì luôn đi. Là ý nè, lên lầu 8 gì luôn hả? Lên cao thì cao luôn hả? Lỡ lên rồi, lên từ thăm đi. Ở đây có nhiều quán cà phê quá hả? Nếu mình đi bộ khám phá thì... Hả? Ồ, rác hơi nhiều quá à. Theo ngày tháng. Cái thẻ đi, vô Tinh Lâm rồi đó, anh quay lại Tinh Lâm anh đón em. Thì lên nữa rồi. Hồi nay chủ yếu lên đây khám phá rồi mà, chứ mua sắm gì. Đưa đẩy đó. Hả? Đưa đẩy. Đây là quán ăn gì đây? Đi lên. Món một cơm bò. Đó. Rồi, trong đây cũng là khu quán ăn, rồi nhà hàng, rồi cà phê, rất là nhiều ha. Đó, nếu chúng ta có dịp đến Sài Gòn thì ở đây cũng là nơi mà... Đã xuống mua dầu nha. Xuống hồi xuống coi. Đừng có ngồi chỗ. Trên đây mát ha, trên đây mát ha. Này là anh phân tâm rồi, đang quay phim. Đây. Nãy giờ lầu mấy rồi biết không? Hả? Nãy giờ lầu mấy rồi biết không? Hồ càng lên cao càng mát đó. Ra đây coi thử. Có shop bán túi nè. Shop bán túi. Mà đẹp không? Nhìn toàn cảnh thì đẹp nhưng mà nhìn chi tiết lại thì máy toan không à. Này đẹp chứ, mát mẻ. Rồi mình kiếm cái quán nào. Nãy là quán gì? Quán nãy của mình là quán vòng tay. Quán của mình là quán vòng tay. Này đây, bước lên. Bước lên. Nhiên càng lên cao càng nhột chân á. Nhột chân. Phải ráng đi. Phải ráng thôi. Ê, trên đây có món gì nè? Madam Quyên, bánh hỏi. Bánh này cũng ba cũng... Bún thịt nướng. Food and coffee.
Đây là mỗi ô mỗi cái tông màu ha. Sài Gòn ơi. Hả? Đây quán cà phê nè. Quán cà phê Sài Gòn ơi. Tầng này là tầng 5 rồi. Ờ, đây có văn phòng của Fado. Đâu nói gì đâu. Ồ. Chắc kiếm cái quán nào ghé đi. Lên lầu 6 rồi. Đây có mì Ý nè. Kiếm chỗ nào cà phê uống thôi. Cốc tay kìa. Lầu 7 hả? Nhà bán trong diện tích 40m2 lầu 8. Hôm nay bán chắc tỷ 1 tỷ mét vuông đi thì nhà 70 mét vuông thì 70 tỷ. Lầu 8 đi. Ở đây thiết kế cái dãy bên đây thì cao hơn nè. Cái dãy bên đây lên mấy bậc thang. À, đây lên nhà người ta. Ở nhà cho thuê 13 mét vuông. Đây quán gì đây? Hả? Họ gần lên tới đỉnh rồi. Hả? Sao? Gần lên cao, đỉnh cao rồi đó. Ừ, thì có nhà người ta vẫn đang ở mà. Kiếm chỗ nhìn xuống phố đi bộ. À, là lầu 8 rồi nè. Ở lên lầu 8 nhìn xuống Sài Gòn nè. Đá không đông. Dơ đừng có ôm nó. Làm sao nhọc giò. Thôi lên đây quán nước vào đây nè. Không ngồi ở ngoài, ngồi ở trong nhà. Nước ép. Đi. Đó. Đồng, vô đồng. Good day. Tea and coffee. Đó, rồi, chắc thôi cái video clip ngày hôm nay nha. Lên đây rồi mình tạm dừng ha. Hẹn gặp lại bà con cô bác trong clip sau. À, còn bên trong hả? À. Đây có máy lạnh không? Không có máy lạnh. Ở đây nhìn ra nhưng mà ngồi đó kìa, ngồi đó kìa. Quán good day. Nè, mày kêu đi.
Thì sao sao sao? Hả? Sợ cái gì? Lại hơi nóng à. Nên là máy lạnh hơi yếu. Là cái thực đơn ở đây giá bình quân là 37.62.55 ngàn. Trái cây lắc ngắm gì đông. Rồi rồi, lặng quá. Đấy, cái ly màu giống như ở Ru Nam nữa không? Ly nhìn đẹp ha, bài trí nhìn đẹp. Rồi kêu một ly nước gì đó uống rồi đi về. Rồi đóng có ban bộ chuối đồng. Đi bay. Hẹn lại thì các bạn trong clip tiếp theo nha. Ở đây cái hành lang hết chỗ để nhìn ra đường. Chứ thôi là ra đó nhìn xuống Nguyễn Huệ đẹp. Rồi ba anh chị và hẹn gặp lại. Yeah.